Nhưng mà gia đình chú hay là có ai nói rằng trời ơi cái đàn ông mà đẻ toàn gái không? Đúng rồi, có. Cháu nên hiểu rằng là với tâm lý của một cái người bố, người đàn ông mà không có con trai thì rất bị bạn bè, rất bị họ hàng gọi là khích. Nhiều lúc về quê bắt chú phải ngồi mâm dưới á. Nhưng mà chú nghĩ nó là chuyện bình thường. Dạ. Nó cũng là số trời định mình không sinh được con trai thì mình phải chịu. À. Nhưng mà rất may là chú được bốn đứa, đứa con gái, cũng như bốn bông hoa của chú. Chú cũng rất là thương quý cả cháu. Dạ. Có bao giờ cô có suy nghĩ là hay là thôi để cho chú đi kiếm con trai ở bên ngoài không? Có đấy. Có đấy. Cô cũng động viên đấy. Cô cũng động viên mà chú cũng không đồng ý cái ý kiến của cô. Mình bây giờ không đẻ được con trai. Dạ. Cái khát khao của một người đàn ông, của một người nam giới, họ khát khao lắm. Dạ. Rất vui Ngôi Nhà Tình Trăm Năm được chào đón cô chú đến đây để kể cho khán giả truyền hình nghe về câu chuyện tình của cô chú. Chú bắt đầu gặp cô từ năm chú bao nhiêu tuổi ạ? Chú gặp cô năm chú tròn 25 tuổi. Lúc đó chú thấy cô như thế nào? Câu chuyện của chú thì rất tình cờ và chú cũng có một cái gì đó nó như là đào hoa đó. Một người bạn của chú được điều động vào Đà Nẵng để làm nhận nhiệm vụ tiếp quản Đà Nẵng. Thì trước khi đi thì chú ấy bảo là thôi mày đến với tao thăm bạn, thăm người yêu của nó, của bạn á. Thì tình cờ cái hôm ấy là một cái hôm rơi thì lất phất mưa xuân, thì nhà của cô bạn ấy lại ở trong cái khuôn viên của cái rạp cải lương Phương Đông ở ngoài Hải Phòng á. Muốn đi vào nhà cô ấy thì phải đi qua cái cổng của cái rạp ấy. Để đúng cái buổi biểu diễn thì bọn chú đến trước thì vào được bình thường. Tình cờ cô hôm ấy thì cô đây cũng lại đến thăm bạn. Đến muộn cho nên là vào đúng bây giờ người ta mở màn biểu diễn rồi thì không vào được nữa. Thế là phải đứng chờ ở ngoài. Rời thì mưa mà không có một cái gì đó mà để cho cô ấy đứng chờ ở ngoài. Rời mưa mà chờ đến lúc giờ giải sao. Rồi ba mẹ của cô bạn chú đó giới thiệu kiểu như là mối lái một chút, gọi là giới thiệu thôi chúng mày thế vô này. Tình, nói vô tình thôi hoàn toàn vô tình. Và cũng chỉ là cái chuyện đùa thôi. Rồi sao cô gặp chú cô thấy sao? Cô thấy là to cao đẹp trai, là cô mê. Cũng cô nói đùa thế thôi chứ chú lúc bây giờ cũng không đẹp đâu. Người thì gầy đen ở nông thôn ra đen lắm. Rồi sau đó mình giữ liên lạc như thế nào hả cô chú? Cô cũng mời chú gọi là mời xã giao thôi, mời anh đến nhà chơi cho biết nha. Thế chú cũng mạnh dạn đến nhà. Rồi là được ông bố rất là nhiệt tình, bố và bố cô tức là bố vợ chú đó, rất nhiệt tình, đón tiếp rất nhiệt tình. Và có một buổi chiều chú đang chơi bóng chuyền ở trên đơn vị đó. Lúc bây giờ đây mới quen biết thôi, nhưng mà lên thì xứng với chú bảo con này hôm nay bố đi cắt hải về có mua một ít cái quà, ít cái thực phẩm biển đó, thì con về nhà ăn cơm. Thì chú cũng rất là phân vân để chú mới trao đổi với cái ông đội trưởng của chú, tức là lớn tuổi hơn chút, bảo tình hình như này thế nào anh. Ủa là lúc đó là bố của cô nói chuyện với chú hả? Mà là bố cô tự xưng là bố luôn. Xưng trời bố ơi vậy là chấm luôn rồi. Ở ngoài ấy cũng có cái truyền thống cách mạng mà. Mà thấy chú thì ở trong lực lượng công an cho nên là quý. Cũng quý. Tình cờ hôm ấy thì mẹ chú đó lúc bây giờ ngoài 60 rồi, cũng già lắm rồi. Mà là một cái người phụ nữ ở trong miền quê ấy, thì có biết Hải Phòng, biết thành phố là gì đâu. Nhưng lại nhớ con, thế là lại cũng đi ra Hải Phòng, lần lội đi ra Hải Phòng để gặp chú. Rời rất là nóng bức thì thấy nó nóng thì cô cũng chạy về, cô lấy cái quạt nhỏ nhỏ đấy. Ngày xưa cô quạt con cóc ấy, cái quạt ấy là cũng là quý hiếm rồi. Cô mang lên cho mẹ nằm. Và khoảng một tuần sau thì mẹ về chào tạm biệt gia đình và có mời một câu gọi là cũng mời, gọi là mời xã giao thôi. Cháu về quê thăm quê chứ biết quê. Cô ấy cũng vui vẻ nhận lời với được, cũng được bố mẹ rất là nhiệt tình. Mà lúc đó là cô đã thích chú chưa? Lúc bên là cô thích rồi cô mới về quê. À dạ. Có thích tức là chứ. Đã thích rồi, trong lòng là thích dữ lắm rồi, chỉ chờ rồi bên kia mở lời thôi. Nhưng mà chú chưa mở lời gì hết. Rồi bao lâu chú mới mở lời với cô? Một năm mà chú cứ đi lại lại. Hai bên gia đình gặp gỡ, người ta về ở chung một nhà với nhau. Đấy. Khoảng một năm thôi, hơn một năm. Hơn năm. Vâng. Mà trong năm đó chú có mở lời Ngày, ngày xưa nó không thế cả cho. Ngày dạ. xưa gặp nhau chỉ biết nhìn nhau, nắm tay nhau còn khó. Bây giờ chú là cảnh sát giao thông, đi điều phối giao thông ở cái cầu đó. Nên có những cái người trật tự viên cũng là nữ đó. Khi báo động
hai người chui xuống trong một cái hố mà vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh, không dám động chân động tay đến nhau. Ngày xưa lúc bây giờ truyền thống nó khác lắm, tình cảm nó khác lắm, không như bây giờ hiện tại. Thế thì bao lâu chú mới dám đặt nụ hôn đầu tiên? Kể cái chuyện đấy thì chú lại có một câu chuyện lãng mạn một chút. Là khi về quê rồi đó, chú thì có ông anh đóng quân tại Hà Tĩnh. Thế là chú xuống Vinh, xong là đưa cô ấy vào Hà Tĩnh vào một buổi chiều. Tối ở đấy thăm ở đơn vị. Rời thì ở trong cái nắng, mùa trăng. Và không có nước máy như bây giờ, có cái giếng dương khơi. Lúc bây giờ hai bạn ra giếng khơi múc nước rửa. Đây, cô sợ cát bẩn, chú mới bế cô đi qua cái bãi cát đi vào, cho nên là để lại cái ấn tượng và để lại cái tình cảm từ lúc bế đó đây ha. Nhưng mà cô xưa cô xinh mà. Không, các cháu quá khen thôi, ngày xưa cũng không xinh, nói chung là bình thường, nhưng mà có một cái tâm hồn, có cái gì đó nó gắn bó với nhau thôi. Ôi, khi nào thì cô chú mới đặt cái nụ hôn đầu tiên cho nhau? Chú về bên cảnh sát mà chú thì nghiêm khắc lắm, cho nên là cái nụ hôn ấy là với cô bây giờ cô cũng không nhớ nữa. Chắc là hôn không có vội vàng, sợ ta thấy, sợ bị kỷ luật, không có hôn hết tâm á, hôn lớt phớt như mưa bay vậy. Đấy, nó phải thấm thiết như là thế nào rồi nó mới nhớ. Đúng rồi đấy, hôn coi như là bao nhiêu tình cảm nó dồn nén cái nụ hôn đầu đời, nó dữ dội lắm, đúng không chú? Không có nhớ cho nên không có nhớ. Có nhớ luôn rồi, xong một năm sau thì đám cưới. Vâng. Dạ, đám cưới thì mình ở tại Hải Phòng luôn hay là mình về Thanh Chương nhút mặn chua cà? Cũng đám cưới tại Hải Phòng, nhưng mà cũng nói thật với các cháu, cũng đám cưới rất đơn giản thôi. Yeah. Đơn vị đứng ra tổ chức cái đám cưới hệ gọi là đời sống mới, chỉ có bánh kẹo với bạn bè với nhau thôi, chứ không, chú cũng không có áo com lê, mà cũng không có áo dài, cũng không có hoa tặng, hoặc là không có như ngày xưa, nó đơn giản thôi. Mình có mấy người con rồi chú? Hiện nay chú có 4 đứa con, nhưng chú lại không con trai, chú toàn con gái thôi. Thôi chú cháu mình đi ba uống cà phê thôi. Con mời chú qua đây. Con mời chú đến với quán Thanh Xuân. Tình trăm năm có những thức uống trở lại thanh xuân, tình khúc vàng. Chú dùng thức uống nào ạ? Chú nhường quyền quyết định cho cháu. Cháu mời chú cái gì mà đó ý nghĩa. Tình khúc vàng đi. Và nếu như có một ngày nào đó, con mời chú xin... tình khúc vàng. Lúc đó chú nói là chú rất đẹp trai. Chú ở làng đẹp trai, nhưng mà ở làng là coi như chú là sáng bừng luôn đó chú. Đúng rồi, hiếm hiếm. Chú cao 1m8 không chú? Chú cao 1m74-75 thôi. Cao quá. Hồi xưa nói chú còn nghĩ chú là người rất đẹp trai trong làng đấy. Tại vì chú có một cái mối tình đầu nào, hay một cái tình cảm như một cô nào đó trong làng ở đâu chú? Không giấu gì cháu cả, chú có cô ấy ở làng, mà không phải là chú chủ động, là do bố mẹ chú sắp xếp. Rồi cô cũng đã đến nhà thăm bố mẹ chú, cũng đã có những cái tình cảm gọi là rất là luyến thương. Nhưng mà khi chú đi ra Hải Phòng công tác cái thì là chú được cử đi học đại học á. Dạ. Chú được về phép và lên thăm cô ấy. Mà lúc bây giờ cô công tác ở trên vùng rừng núi đó. Dạ. Rất là xa xôi, đi xe đạp. Vùng Con Cuông á hả? Ừ, không, nó là Hương Sơn. À, Hương Sơn. Hương Sơn của Tân Kỳ, Nghệ An. À. Đến thăm xong thì hôm sau cô tiện chú về thì đi đến giữa đường thì cô tự nhiên chú một phát chú bảo là thôi anh còn đi học, thời gian còn dài lắm, nó trôi đi cái tuổi thanh xuân của em, nên em cảm thấy có bạn thì em cứ vui vẻ xây dựng ra. Trời, đứt ruột ha. Chắc tối cô về cũng khóc lắm đó. Không, cô khóc ngay tại đấy và khóc rất nhiều. Chú không có động lòng gì chú hả? Tất nhiên nó có, nhưng mà cũng không hiểu cái duyên số thế nào chú lại ra, chú lại gặp cô. Nhưng mà lúc đó cô khóc vậy, có một cái che chở, một nụ hôn ấm áp gì không chú? À không, chú chỉ lấy khăn mùi xoa lau mắt cho cô thôi chứ. Lau mắt luôn hả? Trời ơi. Bản thân cô đây cũng bảo là bây giờ con gái như thế thì anh có cần gửi gắm hay gì đâu, thì cô tạo điều kiện cho, nhưng mà chú cũng không có lòng nào chú. Cô cho gửi luôn đó hả? Nhưng mà gia đình chú hay là có ai nói rằng trời ơi đàn ông mà đẻ toàn gái? Đúng rồi, có. Cháu nên hiểu rằng là với tâm lý của một người bố, người đàn ông mà không có con trai,
thì rất bị bạn bè, rất bị họ hàng gọi là khích. Nhiều lúc về quê bắt chú phải ngồi mâm dưới á. Nhưng mà chú nghĩ nó là chuyện bình thường. Yeah. Nó cũng là số trời định mình không sinh được con trai thì mình phải chịu thôi. À. Nhưng mà rất may là chú được bốn đứa đứa con gái, thì cũng như bốn bông hoa của chú. Chú cũng rất là thương quý các cháu. Dạ. Chứ có những người đàn ông họ không chịu nổi những cái lời gọi là kích tướng đó đó. Những cái lời nói qua nói lại, họ gửi một thằng con trai đâu đó. Thật ra mâm dưới mâm trên quan trọng. Mâm nào ăn cũng vậy mâm thôi. Mâm nào cũng ngon, nhiều khi mâm dưới dễ ăn hơn nữa. Cái áp lực của cái việc mà không có con trai á cô? Có tác động đấy. Nhưng mà chú ấy cũng không có một cái gì được ngoài luồng. Nhưng mà ba chồng rồi mẹ chồng có vẫn là thương con dâu, vẫn là thương cháu. Nhưng mà cũng có cái hướng là kiếm cái thằng con trai. Cũng động viên là đẻ thêm thằng con trai. Nhưng mà cô bảo không. Lớn tuổi rồi mà nghèo này không nuôi được. Nhưng mà có bao giờ cô có suy nghĩ là hay là thôi để cho chú đi kiếm con trai ở bên ngoài không? Có đấy. Có, cô cũng động viên đấy, cũng động viên mà chú cũng không đồng ý cái ý kiến của cô. Mình bây giờ không đẻ được con trai. Yeah. Cái khát khao của một người đàn ông, của một người nam giới, nó khát khao lắm. Dạ. Con thấy là chú có một khoảng thời gian là chú đi Nga để mà làm việc đúng không cô? Chú đi Liên Xô 3 năm. Dạ. Ừ. Đẻ cái em thứ hai đấy mới được có 4 tháng. Dạ. Đi biển biệt 3 năm luôn. Một năm chỉ được có 2 lá thư, cứ chờ cứ mong. Yeah. Cứ động viên. Em vất vả quá mẹ kia đấy. Mà em làm được hết. Cô cũng bảo đấy. Hai đứa một lách, hai đứa con vất vả lắm. Lúc đó thì mình làm cái gì cô? Cô đi bán vé ô tô. Bán vé ô tô cô đi từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nộp được tiền nong xong là cô về đến nửa đêm. Có bao giờ cô mệt mỏi quá cô muốn buông bỏ không? Có những lúc mà cô cũng cáu lên, cô làm nhiều quá cô mệt lắm. Con thì bé, đi làm thì từ nửa đêm là mệt mỏi quá, thì đây thì cứ đi công tác biển biệt toàn nuôi con mình. Thấy nó lúc thôi mệt lắm rồi, bố con ông nuôi nhau tôi không chịu nổi nữa đâu. Rồi lúc đó chú như thế nào? Không, chú hiền lắm, chú chẳng nói một lần gì cả, chú cứ im lặng. Nhưng mà rồi điều gì khiến cho cô chú có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó? Cái nghị lực của mình với cái con người mình, thì mình sẽ vượt qua được hết tất cả. Vất vả lắm nhưng mà mình phải nghị lực lên, mà mình phải cố gắng lên. Con thấy người phụ nữ họ can trường lắm, họ có thể làm được hết tất cả mọi việc, và đặc biệt là những người phụ nữ của ngày xưa. Có khổ, có khó như thế nào họ cũng ráng, họ cắn răng, họ chịu đựng. Con thấy nó họ cũng có một phần thiệt thòi á cô hả? Cô có thấy thiệt thòi không? Quá thiệt. Nếu bây giờ mà cô có bốn đứa con gái đó, gả đi lấy chồng hết rồi, cô có khuyên gì các bạn không? Con gái đi lấy chồng thì cô cũng động viên an ủi. Cái thân phận con gái thì là thiệt thòi đấy. Yeah. Nhưng mà con cũng cứ phải cố gắng. Con cũng phải cố gắng mà con cũng phải nghị lực lên. Rồi mọi cái nó sẽ qua hết. Bây giờ ấy thì là chú, nếu nói về chú thì chú là một người chồng, một người cha rất là lý tưởng và rất là mẫu mực. Đấy, cô chỉ biết nói kết luận như thế thôi. Thật ra là chính ra là cái sự hy sinh của cô ngày xưa là bây giờ là cô cảm thấy là xứng đáng chứ bộ. Đúng rồi, hồi nãy giờ đó, chú nghe nhưng mà chú lật lại một cái quyển nhật ký rất là dài. Khi mà chú 3 năm ở Liên Xô đó. Đây là cái cuốn nhật ký này chú viết từ những năm 1978 nhân ngày 8 tháng 3 của năm 1979. Thì chú ở xa, chú có viết cho cô mấy dòng thế này thôi. Ngày nghỉ đông cuối cùng, các anh ở nhà nghỉ, ngồi học tập nhưng chẳng học được mấy. Ngày mai các anh lại bước vào học tập tiếp. Nghĩ quê hương và lòng anh chan chứa, nhớ em nhiều, thương hai con nhỏ ngây thơ. Nhớ tháng năm áp má vai kề, phòng Văn Phượng vui vầy sớm tối. Bao hình ảnh từ những ngày đầu gặp gỡ cứ tràn về hiện mãi trong tôi. Một buổi chiều trên đồi đầy hoa dại, hai đứa dắt nhau đón ngắt những bông hoa. Nơi xa vài dòng suy nghĩ về em hệ này. Anh xa nước lòng thêm yêu nước,
anh sai em, càng nhớ thương em. Cố lên Huệ nhé em ơi, mai ngày sum họp đời đời bên nhau. Hay. Anh xa em càng nhớ thương em, càng nhớ thương em. Trời, câu này nó hay quá trời đất luôn. Hơi mịn đồng. Mùa đông mà nhớ vợ, nhớ con, nhớ rứt ruột rứt gan luôn á ha. Cô ơi, đó là những cái trang thư mà chú viết cho cô lúc mà chú đi công tác xa nhà. Đây là một cái lá thư mà chú viết dành tặng cho cô ở trong cái chương trình này. Thì bây giờ là con xin phép con đọc cho cô nghe nha. Hải Phòng tháng 4 năm 2022. Huệ, em thương yêu. Mới một ngày nào đó, mùa xuân năm 1975, bạn anh, người đồng nghiệp, đã đưa anh đến để chào tạm biệt người yêu là Bình, bạn của em. Nhà Bình thì lại ở phía trong rạp Cải Lương, Phương Đông, trên đường Phan Bội Châu, vào tiếp quản thành phố Đà Nẵng. Thấm thoát thì đã một phần hai thế kỷ trôi qua. Em thương yêu, kể sao cho hết những gian lao, vất vả của người vợ, người mẹ trẻ. Chỉ mới 23 tuổi đời đã phải tần tảo chăm sóc nuôi dưỡng hai con nhỏ. Đứa lớn thì lên 3, đứa nhỏ thì chưa tròn 3 tháng tuổi. Mà điều kiện gia đình, hai bên nội ngoại cũng chẳng khá giả gì. Em vẫn vui vẻ, động viên để anh an tâm sang Nga học tập. Người vợ hiền hiếu thảo thủy chung của anh đã chịu đựng hy sinh thay cho anh, chăm sóc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Em ơi, nay anh đã 73, em gần 68. Chưa gọi là cao niên nhưng cũng tạm gọi là già. Tuy không giàu sang nhưng cũng có một tổ ấm, một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nguyện cầu ta mãi bên nhau, hôn em, thương em nhiều. Anh Nguyễn Văn Kỷ. Con ít có khi nào đọc được lá thơ gửi cho vợ mà dài như vậy á. Thường là các chú là lớn tuổi, cái kiểu cũng giống như là kiệm lời, rồi ngại nói những cái lời yêu thương. Nhưng mà riêng chú thì lại rất khác. Chú viết rất là dài, hầu như là chú kể lại toàn bộ cái hành trình yêu đương của chú, hành trình thành lập gia đình, thành lập một cái mái ấm hạnh phúc của chú và cô. Cảm xúc cô bây giờ thế nào? Cảm xúc của cô là cô thấy là cô quá hạnh phúc. Dạ. Bao nhiêu năm, gần như cả đời chú lo công việc là chính, suốt ngày phải làm này làm kia, rồi cả thời gian đi học nữa. Vậy thì cô có cảm giác là cô thiếu thốn cái tình cảm của chú dành cho gia đình không? Có chứ. Đi suốt ngày đêm, công tác suốt, không có lúc nào ở nhà. Mà cô cứ nuôi con một mình, mưa bão cũng cứ chống bão, gió nhà dột cũng cứ một mình. Buồn lắm. Buồn lắm. Vất vả quá. Lúc cưới mày đâu có nghĩ vất vả gì cô nhỉ? Mẹ chú đó cũng đã có những cái lời gọi là can ngăn đó. Chính vợ chú đây đã từng nói với mẹ là người đừng có bà, mẹ đừng có lo, chứ gọi mẹ gọi bác đừng có lo, vì người ở thành phố, người ở nông thôn thì cũng mỗi người một đức tính. Lúc bây giờ người ở nông thôn ra và nói thật với các cháu là bây giờ cũng có những cái dị nghị với này con gái ở phố, lo ăn chơi rồi lo này nọ. Chính là chú là người hiểu cô nhiều lắm đó. Chú cũng văn hoa, rồi cũng biết một chút nịnh vợ này kia. Đó, chú là cũng đi học Tây về mà, đúng không? Chú xin nói mà tiết lộ một cái bí mật mà đến bây giờ chú nhớ và chú vẫn rất là cảm ơn cô. Ở chỗ là mẹ của cô lúc bây giờ thì thấy chú lại ở nông thôn ra rất là nghèo, mà thì không có gì cả, hai bàn tay trắng từ quê ra chả có gì cả. Đặt vấn đề để mà yêu đương nhau thì mẹ của cô cũng có những cái không cản ngăn một cách quyết liệt đâu, nhưng cũng có những cái hạn chế nhất định. Thế cô có nói rằng là mẹ cứ yên tâm, con yêu anh ấy là quyền của con. Con lấy anh là quyền của con, con có hai bàn tay trắng, con có hai bàn tay con sẽ làm lại, gây dựng gia đình. Và thời bao cấp, các cháu ở trong Nam, trong này có thể không biết được. Chú không có nhà, có cửa gì cả. Thì chú bảo là nếu lấy nhau là khổ đó, lấy anh là khổ đó, bây giờ nhà cửa chưa có chơi cái gì cả. Thế cô bảo không cần một cái gì cả, chỉ cần một cái gầm cầu thang thôi. Vậy chứ chú là người lãng mạn như thế này kia, có bao giờ chú nói anh yêu em hay là
tặng quà cho cô trong những cái dịp lãng mạn gì không? Chú ít lời chú cũng không nói. Cô ơi, chú không có lãng mạn, chú ít lời, cô có muốn chú thay đổi điều đó không cô? Chú nghèo chẳng có cái quà gì cho cô cả. Cưới cũng thế, không có váy, không có zip, không có hình chụp, không có hoa cài mái tóc, không có nhẫn cưới, không có một cái gì cả. Làm mấy mâm cơm mời đại diện anh em họ hàng gia đình đến, thế là đưa về ở với nhau thế thôi. Không có một cái gì nên cô rất là thiệt thòi. Giờ cô có mong muốn chú thay đổi điều gì không? Chú thay đổi được thì cô cũng rất là cảm ơn, rất là mừng, cực quá rồi. Thế bây giờ thì cuối đời rồi thì cũng có những cái là bù đắp cho cô. Ý của chú là chú có cái gì mà chú cảm thấy chú bù đắp được thì đó là ý của chú thôi. Cô cũng không đòi hỏi. Anh sẽ bù đắp cho em với tất cả tấm lòng, với cả trái tim mình cháy rằng. Được cô đi chơi nè, rồi nói yêu cô nhiều hơn. Nói yêu cô nhiều hơn. Hôn cô nhiều hơn, nắm tay cô mọi lúc mọi nơi. Chú đã thực hiện được cái ý nguyện đó ở chỗ là bây giờ trước đây cô chú rất là nghèo, còn bây giờ thì với đồng lương của chú thì cũng tương đối ổn. Thích ăn gì, thích đi đâu là chú đều đi hết. Và không giấu gì hai cháu. Cô chú ở đây 64 tỉnh thành thì cụ thể phải đi đến 60 tỉnh thành. Từ miền Tây Bắc đến mũi Cà Mau, Sóc Trăng, rồi đi ra tận Côn Đảo. Hai vợ chồng ở đâu cũng có. Và sau cái buổi gặp này thì chú 17 này, chú lại có một chuyến du lịch đi lên vùng Tây Bắc nữa. Hay. Nó đã hẹn hò với này bạn bè. Có lẽ là còn một điều bí mật nữa dành cho cô. Tại vì cái này là phần chuẩn bị của chú. Nói chung là có một cái cuộc đời chúng ta ăn ở với nhau, nhưng cái điều kiện ngày xưa nó khó khăn, cho nên anh chưa có một điều, ngày nào đó có một bông hoa để tặng em, kể cả ngày lễ, ngày Tết hoặc là từ hôm đám cưới. Hôm nay thông qua chương trình, trước hết là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh sẽ gửi tới em một nụ hôn nồng cháy và một bó hoa tươi thắm. Và đồng thời ngày cưới chúng ta chưa được cưới nhau và chưa có hình ảnh, chưa có tổ chức ngày cưới. Hôm nay anh cũng chatbot tiết kiệm một thời gian lương lại, anh mua một chiếc nhẫn và anh trao lại cho em, coi như là chúng ta lại hôn ước với nhau. Để đeo nhẫn cho nó thấy cho nó rõ nha. Cảm ơn anh. Quá đẹp. Đẹp quá. Khi mà bước vào cuộc hôn nhân gia đình á, để đi về làm vợ và làm dâu, tôi làm dâu 3 năm rất là vất vả. Đối với tôi, khi mà bước vào cuộc sống gia đình thì chỉ toàn là khó khăn, vất vả, cho nên là tôi nhớ lại là tôi rơi nước mắt. Mà 18 tuổi đi lấy chồng. 18 tuổi thì má tôi gả. Thật sự thì nhờ mai mối, không có quen biết gì cả. Thật sự mà nói, nếu mà đưa tới một người không đẹp, không bình thường thì chắc tôi cũng không biết từ chối. Lúc nào trong đó là ông xã tôi rất là đẹp trai. Dạ. Đây là hình rồi của ông xã tôi hồi xưa. Nãy giờ con thấy cô giữ, cô nhìn, cô ôm trong người á, cũng như một báu vật luôn á. Hot boy nè, thấy chưa? Trời ơi, đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Bao nhiêu năm rồi vậy? Năm đó hình như là năm 78. Lúc đó chú bao nhiêu tuổi? Là 18 tuổi. 18. 18 tuổi cưới luôn. Gặp là cưới luôn hả? Tại vì không có quen biết. Dạ. Chỉ mai mối thôi. Nhà cô, nhà chú gần không mà mai mối? À, cũng xa. Bà dì hai với ông bảy là ông là mai. Ông là mai đừng chỉ thôi. Chỉ vậy thôi rồi mình đi qua đi lại, mình nhìn vậy thôi chứ. Năm đó là năm 70 mấy, 72, 73 thì còn khờ dại. Lúc đó nó thật sự nó còn tắm ở trùn luôn á, chứ đừng nói không, nói chưa thật á. Lần đầu tiên nhìn thấy cô sao chú? Đâu, mình nhìn thấy rồi mình cười cười vậy thôi, vậy chứ thôi, không để ý gì luôn hả? Không để ý, không biết gì đó. Làm mai rồi cũng như đặt rượu này kia đó, rồi mình đi ấy vậy thôi. Tôi đặt rượu nhìn nó thấy có nhìn kỹ đâu không thấy. Cái người bình gái người ta nhìn mình không à. Lúc đó tụi đứng một chỗ vậy nè, thiệt á, không dám nhúc nhích luôn á. Là ngó từ trên xuống dưới à, coi có được không. Lúc đó chú đâu có nhìn được cô đâu. Không có nhìn. Vợ tôi là ở đâu, ở trong buồng, ở trong buồng á, rồi mấy cái phụ kho á, đóng bộ kho á. Tụi nhìn thấy cặp mắt không à. Hí hí ra vậy không? Không ý. Nhưng mà cô nhìn nó ngoài, ở trong ra chắc nhìn kỹ lắm á. Nhưng mà thấy lưng không?
Ủa sao thấy lưng không? Tại vì mình đứng cái từ trong cái bàn thờ mình dòm ra. Đi coi mắt vợ đi, đem lễ vật mà không cho coi mắt gì kỳ vậy? Hồi đó là vậy đó, tôi không thấy là không biết sao. Lúc đó nôn, chú muốn gặp mặt không? Thì mình cũng có thấy rồi, mình thấy là hồi đi mai chứ. Hồi đi mai bên đó đó. À tức là mình thấy chứ bữa là không được nhìn thấy. Đi lướt qua nhau nhìn là cũng không có để ý. Không để ý. Kiểu vậy á. Thì đó, theo tôi nghĩ là làm mai mối là hình như chắc vợ tôi chỉ cái người mai là chỉ vậy thôi chứ vợ tôi cũng chưa biết. Biết không còn luôn. Thật sự mà nói thì không có biết lấy chồng là như thế nào. Chỉ nghe má nói tao gả cho thằng đó rồi nó lên mày coi nó coi. Được thì mày đám cưới. Ai biết má tính sao tính. Hồi xưa 18 tuổi rất là khờ. Không có nghĩ gì hết trơn á, không có biết lấy chồng là như thế nào. Nhưng mà cái lúc mà cô đúng rồi, hí ra. Dạ, cô nhìn chú á rất là đẹp trai. Nhìn thấy rất là đẹp trai. Ai cũng nói thì mày cái thằng đó nó được mày. Cao lớn rồi rất là đẹp mà hồi đó không có mập có bụng như vậy. Ốm giống giống như tài tử vậy đó. Mà hồi xưa thật sự cũng không biết tài tử là cái gì. Rồi cái ngày con mắt đó bao lâu thì bắt đầu mình đám cưới? Đám hỏi là mình cũng ở được rồi, nói chuyện về chứ không dám mà đứng gần á. Vậy là không có được nắm tay luôn chúng. Trời không chú. Dám luôn chứ không phải là nó không phải. Sao không dám chú? Trời nó rung nó thiệt, cái tay vịn lại còn không được luôn á. Từng nó vậy đó chứ không phải là nói chuyện. Cô bữa đó có rung không cô? Chứ không có biết gì hết, nhưng mà có điều là khi thấy ổng đứng gần tim nó cũng nhảy hồi hộp. Chưa thương gì đó. Không. Bao lâu thì cưới? Đám hỏi xong rồi cũng phải lên xuống để hỏi thăm. À nói thiệt hả, lên đám hỏi xong mà muốn lên á để nhìn mặt thôi, hoặc là quẹt về cái trời ơi nó mừng chưa tôi thấy luôn. Giả bộ quẹt hả? Thì bảo anh về nhé, cái vậy đó. Về nha. Trời ơi anh cưới thì mấy cái gì mai mối kiểu là nắm tay mình còn tay nó tôi cũng nắm tôi này chứ không lẽ nói vậy chứ thiệt nó mắc cỡ chứ không phải gì hết trơn á. Đêm đồng phòng còn mắc cỡ không? Còn nói cái đêm đồng phòng á, tôi biết tôi chết liền. Ông phòng cái ngày đó là mừng phải không? Chú rể là mừng nè, nhậu cái mừng. Quá trời. Vô trong phòng mà không biết cái phòng nào mà phòng của mình nữa chứ đừng có nói chuyện ở tôi nói thiệt. Lúc đó là mừng là phải rồi đó. À, phải hả? Đó vô nằm á thôi. Tỉnh quá rồi hả? Tỉnh không biết gì hết trơn. Tới sáng luôn. Nói mà nói cái ngày sau á mới nghĩ, là đêm đồng đầu. Phòng đúng cô. Vậy thì cái đêm mà chú xỉn quá cằn câu á là lúc đó cô có bực không cô? Về chỗ lạ rồi mình cũng không có ngủ được, rồi có người nằm kế bên đàn ông nữa mình cũng sợ lắm, không có dám nằm gần. Mà hồi xưa mình đâu có phòng ở đâu mà động phòng. Hồi xưa nói thiệt chứ ngủ trong cái buồng á, cái nhà ba gian, vợ chồng làm cái giường ở đầu dưới, rồi kế đó là hai cái giường của năm thằng em trai. Ngủ sát một bên, chỉ cách nhau có cái tấm bi đô à. Mà nó hay nhảy qua, nó chơi với anh nó hỏi này hỏi kia. Trời ơi, nói sao phải chứ, rủi có ôm nhau hay là cái gì, rủi nó dở bi đô qua, nó coi cái gì nữa. Nó nằm kế bên mà nó nghe cái gì nói chuyện hay cái gì, nó cũng hỏi, nói gì. Nó hỏi anh nó. Coi như đêm đầu tiên là trống vắng. Trống vắng cả cả mấy tháng sau luôn nữa đó. Ủa là sao? Sao chú nói là đêm thứ hai mới đúng là động phòng mà. Đêm thứ hai là tỉnh đâu này kia vui vẻ vô, nó thật sự người nằm góc không ai đụng ai trơn. mà mắc cỡ mà đụng vô rồi thấy nó rung, chưa thấy muốn sặc cái giường luôn, nó rung á. Mà không biết làm sao mà kỳ cục. Rồi lúc đó chú rung quá rồi cô làm sao cô? Nghe ổng thở hổn hển mà tim ổng đập mình còn biết nữa đó. Rồi sợ ổng sợ mấy đứa em biết gì đó nằm im luôn. Chưa thấy có nụ hôn nào hết nha. Đêm đầu là không biết gì hết, ngủ rồi xảy ra này. Thứ hai cũng không có gì luôn. Thứ hai không có gì luôn. Rồi đêm thứ ba chú cũng bình thường cũng vậy, rờ tay vậy đó. Vậy thôi đó hả? Rồi đêm thứ tư. Thứ tư thì nó cũng vậy thôi, riết từ từ nó dạng dạng lại một chút rồi ôm chứ không gì nữa. Trời ơi, cái lúc mà ôm chắc ta giữ thần à? Không, có nó quen rồi. Cô tưởng tới lúc ôm, không, con quen ở rồi. Luôn chứ. Không, quen rồi, cả tháng luôn á, đúng rồi, cả tháng, hai tháng luôn á. Tôi cưới vợ 18, 20 tuổi mới có con. Chắc cô nhớ kỹ sau mấy tháng thì chú mới đặt nụ hôn đầu tiên với cô. Khoảng chừng thời gian vài tháng hay gì là ổng ôm ổng hôn cơ. Hôn hoài vậy hả? Không được hôn hoài. Không được hôn hoài. Rồi không nhiều khi mấy đứa em nó thấy nữa. Mà quan trọng là
có ông già chồng. Ông nhìn thấy á, tại vì cái nhà có cái tấm chân mài, cái tường mình có đó là ngay cái buồng. Tôi thì tôi ngồi quay mặt ra, còn ổng thì ngồi quay mặt vô cái tấm vách đó. Tự nhiên ổng ôm hôn rồi mình cũng im. Nhưng mà tự nhiên sao thấy ổng giang ra, thế chú quay qua nhìn lên cái tấm đó thì thấy thấy cặp mắt của bà. Ổng thấy ổng sợ quá, ổng buông ra. Chắc ông già chờ hoài không thấy nó có động tình gì không già. Cứ đi theo rình đó. Theo rình con nó có làm gì không? Có nó phải là đàn ông không? Mà không nghe, không động tình gì chân á. Thì đó. Đó. Rồi thật sự là bao mấy tháng sau mà mới có một đêm động phòng thật sự. Chà cũng lâu à. Đầu cả năm trời với trời ơi. Trời. Tại vì anh đi làm về mệt quá rồi không có nghĩ tới chuyện đó chú. Đi làm về đi cài, đi trục, đi này kia mần quá. Về rồi cái còn ham ăn ham ngủ mà. Thời điểm đó chú rất là vô tư. Đúng. Ông nội mỗi lần bắt gặp vậy rồi thôi, chứ ông nội không có ý kiến cái còi vậy. Không nói gì hết. Không nói gì hết. Rồi ông đi à. Khó hiểu ông à. Rồi tới ngày động phòng chắc cái cảm giác sao chú? Chắc lén lút dữ lắm, nhanh một lắm. Năm đó. Gấp rút lắm. Động phòng gấp rút lắm. Tới cũng như lệnh may rồi. Quá chừng. Đánh nhanh rút gọn không chú? Dạ. Lẹ đó. Lẹ chứ để thôi. Mấy đứa em ghiếng màng. Nó muốn tung vô là nó tung, nó chạy vô là chạy thẳng vô luôn mà làm sao. Lấy nhau 2 năm sau mới có con đầu lòng. Đúng. Bao nhiêu năm nữa có con nữa? 10 năm. Sao 10 năm dữ vậy chú? Cứ là ổng nghĩ nó hù để cho đứa lớn thì nó lớn đi. Tặng mà nó lớn tặng nó biết chăm nó giữ giữ em. Con thấy thương cô quá. Cách 10 năm á. Muốn bắt cóc cô để con hỏi chuyện làm dâu. Hay chú cháu mình đi ra đây uống nước đi. Để cô ngồi đây đi. Để tâm sự riêng đàn ông với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ. Quán Thanh Xuân. Chú chọn một cái thức uống nào đi? Cái này là canh năm hạnh phúc là dạ. Mời chú dùng một thức uống mà rất nhiều người thích uống, đó là trăm năm hạnh phúc. Sinh đứa con đầu tiên, trong lúc đó thì chú đi làm ăn ở đâu? Ở nhà gần đó hay là đi làm xa? Đi làm công ty kháng trục vết ở Thị Nghè. Tức là chú bỏ quê mình đi lên thành phố làm việc. Dạ. Lấy cô tới bây giờ là không có để ý một cô nào hết. Đúng. Không có nắm tay một cô nào khác mà có nhá. Đi xa thì mình cũng có nắm tay rồi này kia, những cái người cũng như là thích mình á. Ở đâu? Là nhớ không? Cà Mau. Cà Mau một cô. À. Cô đó tên gì? Cũng tên lâu quá rồi không nhớ. Sao để chú sao xuyến cô ấy mà nắm tay cô ấy? Nói ngay là người đàn ông thì vấn đề xa nhà sinh lý nó khác rồi. Biết để vui chơi rồi qua cái cơn đó thôi. Ngoài cô đó ở Cà Mau ra còn cô nào nữa không? Không, cũng có chứ, đi mấy chỗ khác thì cũng có quen vậy đó. Cô nào nữa? Để coi nhớ nhiều cô quá đúng không? Đâu ở ngoài Lạng Sơn cũng có nữa. Chú ra tới Lạng Sơn luôn? Đi Lạng Sơn rồi về, sau về đi nghỉ làm sáng, đi về làm điện lịch nè. Rồi Lạng Sơn quen, rồi ở đâu nữa? Sông Đốc. Sông Đốc là chỗ đó, Sông Đốc á. Là một cô nữa. Sông Đốc là cũng quen vậy đó, nói chuyện thì vậy thôi chứ thật sự ra nó cũng không có gì. Cô có ghen không? Về cũng ghen như lắm. Về nói nhưng mà mình cũng chối không à chứ. Nói gì? Nó không có quen ai nữa. Rồi có bằng khi nào mà nghi ngờ. Tại vì phụ nữ hay lắm đó chú. Hình như người ta nghe hơi gió gì người ta cũng biết là có chứ. Có, Nghi Tắc Dân. À, Nghi Tắc Dân là ở Cà Mau á. Cà Mau. Tự nhiên chiều thấy xuống tới dắt đứa con xuống đi đâu dưới này, nó nghe ông dưới này dí lắm mà lỡ rồi sao giờ. Nhưng mà thật sự không có gì trơn á, xuống là mình đang làm mà đâu có gì đâu. May quá đang làm đang nắm tay chết rồi, không có đánh ghen gì hết. Không, đâu có ai nào đánh. Cô có nghe hết chưa? Cô nói là nhiều lắm. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Con lần lượt cô ẵm con đi tìm luôn. Rồi lần đó ông ở dưới Cà Mau á, ở lâu quá mà không về. Cái thằng em chồng đó nó về, tôi mừng quá chạy lên hỏi: "Ủa, ảnh không có về hả?" "Ổng không có về đâu. Ổng có bà khác rồi." Trời đất ơi. Nó nói mà nó cười dạng nó nói nữa giỡn thiệt á, còn thiệt nữa là nửa giỡn. "Vậy giờ ở đâu chú cho tôi biết rằng tôi đi xuống dưới coi." Tôi tức quá cái tôi đi, tôi dẫn con tôi đi. Từ ở chỗ tôi mà đi xuống tới chỗ ổng, tôi đi 2 ngày đó. Khó đón xe lắm. Dạ.
ở nhà tôi phải đi một chuyến xe rồi tôi qua tới Cần Thơ, rồi từ Cần Thơ tôi mới đi xe Cà Mau, nhưng mà tôi qua tới Bạc Liêu là tối rồi. Giờ phải ngủ khách sạn. Không có ngủ cái nhà trọ ở tại bến xe luôn. Dạ. Đằng sáng mình đi sớm xuống dưới. Tại thằng em nó nói chị đi, chị cứ nhìn xuống sông, chị thấy chỗ nào mà nó có cái chiếc sáng nó đang làm á thì chị kêu xe ngừng lại, chị xuống có một chiếc đó thôi. Rồi đêm đó ngủ ở nhà trọ, đúng là một đêm khủng khiếp. Tôi nói đông người rồi trải chiếu ngủ gần vậy đó. Dạ. Nửa đêm mới có cái ông kia, ông làm như ông xỉn hay gì á, ông mò qua chỗ tôi. Trời ơi, trời, tôi sợ quá, tôi ôm con tôi ngồi sát vách tường. Hên là ngày xưa có nhiều người ở đó. Cái ông kia ông nói mày đi rồi đằng kia mày ngủ không là tao kêu bảo vệ đó. Thì nói mấy bằng kia giỡn chút chứ sợ gì dữ vậy. Mà lúc đó là con muốn quay về không con? Không được, phải đi xuống. Vẫn phải đi. Phải đu xuống với tức nó không có về được. Dạ. Sáng lại thì đi sớm xuống dưới, cái thấy chiếc sáng mừng quá, xuống. Xuống thì ổng đi làm không có ở nhà, thì xuống ổng thấy ổng cũng bất ngờ. Mà nghe nói cái bà đó thì chủ nhà máy xe lúa. Thật ra mình xuống như vậy là mình cũng đã đánh tiếng cho người ta biết rồi. Hồi xưa mẹ con cũng vậy. Hồi xưa mà ba con thì hiền lắm, là tại vì ba con là người ta thích ba con, cái người ta cứ viết, ta viết thư á, cái là ba con thì kiểu lịch sự mà đâu có mình cũng không từ chối. Cái về mẹ con giặt đồ, mẹ con thấy cái thư trong túi áo. Bữa sau ba con đi là mẹ con là chở anh hai con đi với anh hai con á, là dắt anh hai con theo đi xe lam, đi theo đi xuống dưới. Rồi gặp ba con rồi ôm ba con làm như rất là gia đình hạnh phúc chứ không có cái gì hết trơn á. Không phải là mình đi đánh ghen mà mình đi là để cho người ta thấy là gia đình tôi rất là hạnh phúc. Cái đó là cao tay của người phụ nữ. Cũng như là mình nói cho biết là đã có vợ có con rồi. Dạ. Đó. Cô, nhưng mà mấy lúc đó cô có nghĩ tới là cái khoảng thời gian mà mình mới cưới chồng á, mình đã hy sinh quá nhiều cho gia đình rồi. Mà bây giờ chú còn vậy nữa, cô có tủi thân không cô? Bước vào hôn nhân thì tôi đã bước vào cái khổ đau và cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là tôi phải làm dâu. Làm dâu lúc 18 tuổi à. Mà tôi phải có một đàn em nó đang nhỏ, nó đang ăn học. Nhà thì trâu thì bò. Mà tôi sợ nhất cái điều là phải dọn chuồng trâu bò á. Yeah. Những bãi phân trâu bò nó rất là to. Mà sáng tụi nó dắt ra đi thả rồi thì tôi phải hốt dọn chuồng để cho nó khô. Đằng chiều nó về nó ngủ trâu bò á. Yeah. Trời ơi, tôi lấy một cái kỳ, tôi rót một cái rơm ở dưới cái kỳ á. Mà hồi đó tôi nhỏ con lắm, có chút xíu à. Mà chỉ cần hốt một bãi thôi, bẻ phân trâu hay phân bò thôi là bỏ vô là tôi rinh không nổi luôn á. Rinh cống rống luôn á. Rinh đi ra ngoài cái bồn ở ngoài sân á, đặng đổ vô cho nó quay lên, đặng mình trồng này trồng kia cũng như phân hữu cơ vậy đó. Nó chưa quen, nó có cái mùi hôi, trời ơi khó chịu ghê luôn nha. Xưa đâu có cái khẩu trang đâu mà mình mang. Nó bốc lên mũi tôi, nói tôi ói mửa. Mà phải làm chứ không làm đâu có ai làm. Không có nhớ má không cô? Nhớ má dữ lắm. Cái khoảng thời gian mà nhỏ rất là vui, rất là hạnh phúc. Nó sung sướng, nó muốn chơi, muốn ăn, muốn ngủ. Còn về bên chồng thì mình phải ăn ngủ không có được mà. Trời ơi, có lúc ngủ ngon ghê nha. Mà bị kêu dậy 4 giờ khuya là đã bị kêu dậy nấu cơm. Nấu cơm bằng rửa rơm á. Ôi, tôi nhớ tôi mới nấu, tôi không quen, tôi ngồi tôi chụm vậy. Mà chụm rơm á thì mình phải đẩy liên tục cho nó cháy, không để nó tắt. Tưởng sao đẩy hồi ngủ gục. Cơm nó cháy vô tới cái quần, nó cháy vô tới thịt. Nóng quá mới biết mình ngủ gục, mình mới hay. Mần quá nhiều rồi nó mệt á. Yeah. Rồi hai vợ chồng không có ai nghĩ tới cái chuyện mà vợ yeah. chồng hết trơn á. Má với ba cắt việc mần quá trời đi. Chưa lên mâm cơm ăn, chưa có làm xong cái việc như bữa nay đi gánh rơm. Gánh chưa xong thì ba nói ngày mai đi xeo đất cho bà kia. Rồi riết rồi nó mệt mỏi quá rồi cái là suốt 3 năm tôi làm dâu nói thật. Tôi khóc nhiều lắm á. Có khi nào cô nghĩ tới chuyện cô bỏ cuộc? Có một lúc tôi định ẵm con tôi đi, tôi định về má tôi. Nhưng mà tôi nhớ cái câu má tôi với bà tôi nói, nghe lời người ta. Người ta hiểu cái gì phải nghe. Thì lúc đó là mình ráng ở lại. Sau khi mà có con được 2 tuổi thì tôi xin ở riêng. Chồng tôi làm, tôi cũng làm. Nhưng mà thật sự vợ chồng tôi đúng là người vô sản. Không ai có tiền hết trơn á. Bởi vì làm thì ba má tôi chấp tiền hết à. Người ta có trả tiền trâu bò cày hay là đi xe bò được gì má tôi lấy hết mà không có cho. Không biết có cho chồng tôi hay không nhưng mà tôi thì không có được cho tiền. Khi mà tôi có bầu con gái tôi thèm ăn cái cốm mà nó có cái xanh xanh đỏ đỏ, cốm bò khoai nó ngọt á. Đi gánh rơm ngang cái tiệm, cái quán đó tôi thấy tôi thèm ghê rớt nước mắt miếng luôn á. Mà đâu có đồng nào đâu mà mua. Cô không xin nữa cô? Có xin chú không? Không,
không có ai có tiền hết trơn. Có cho ổng không uống cà phê đồ không thì tôi biết, chứ thật sự tôi ở làm dâu 3 năm bên chồng tôi không có khi nào Tết lì xì hay là cho mình đồng tiền nào chứ. Rồi tôi cũng được cất cái nhà, cất cái nhà má chồng tôi con lộ vậy đó, cất cái nhà lá để tôi ở. 10 năm chồng tôi đi đi về về đi làm vậy đó, 3-4 tháng có khi nửa năm mới về lần. Hai mẹ con ở nhà tôi rất là sợ ma, những tiếng động ban đêm mà nghe sột sột hay gì đó. Mà cái bữa đó cái vách bằng lá dừa, lá ở trong tôi có cột mấy cái cây mì cái đó, đêm đó nằm ngủ tự nhiên mưa râm râm tôi nghe ai cắt sột 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 sột, thì ra ăn trộm nó cắt một dũng bự vậy nè, nhưng cắt vô đụng mấy cái cây mì cái sao nó ngưng lại, nó không cắt nữa. Tôi sợ lắm, cái tôi về tôi nói ba tôi nói sợ quá không dám ở, giờ ba với má nói cho anh này anh về đi, về phụ tôi chứ tôi ở mình vậy tôi sợ lắm. Có một điều mà tôi không bao giờ quên cho tới bây giờ, tận tới bây giờ dù mấy chục năm, đó là con gái lớn của tôi á, năm đó nó 2 tuổi mà nó bị phỏng. Bữa đó là tôi đi làm hợp tác á, lúc đó còn hợp tác thì con tôi ở nhà tôi gửi má chồng, thì tôi đi thì tới trưa tôi thấy em tôi chạy lên bảo nói Thu nó bị phỏng, ở nhà nấu cái nồi cháo trắng á trên dàn bếp á, nhưng mà khi nhắc xuống thằng em trai tôi nó không biết, nó nhắc nó để xuống đất. Con tôi đi lại thọc cái tay vô, vì nó còn nhỏ nó thọc rồi nó không có giật ra. Tôi chạy về thì tôi thấy con tôi á, em tôi nó rửa cái lớp da nó nằm ở đây nè một cục, còn ở trên này thì thấy máu luôn á. Đúng đó mới là địa ngục của tôi á. Nằm ở cái bệnh xá đó 2 tuần lễ, đêm nào cũng dán con ở trên da vậy nè. Nhưng mà chồng tôi cũng không về phụ tôi, tại vì mắc đi làm vậy đó. Thật sự đúng là địa ngục của tôi lúc đó. Cuối cùng thì tôi nói với má tôi, với bà tôi trển, nói anh này phải về. Thì sau khi ông về đâu năm 80 hay 82 gì đó, thì ông xin được công việc ở gần nhà đó, ông về sáng đi chiều về. Ông về thì tôi mới sanh tiếp 2 đứa con là đứa con gái. Lúc con này 10 tuổi rồi, 2 năm sau thanh thằng con trai út nữa, rồi thôi luôn. Nói chung là ông quen cái tối mà đi ăn nhậu chơi bời với bạn bè đó, không có nhớ gì vợ con hết trơn á. Ở nhà có tôi lo hết mà. Nhưng mà những cái vất vả của cô, những cái lần mà con cái nó bệnh mà cô gần như là cô kiệt sức, thì chú có biết? Biết, nhưng mà nói mắt làm công chuyện không về. Người ta có thể có nhiều lý do để biện minh cho cái việc chăm con hay là phụ mình. Vậy thì điều gì khiến cô vẫn ở trong cái cuộc hôn nhân như vậy? Đó là một điều mà tôi muốn nói để cho mọi người hiểu cuộc sống vợ chồng á. Cái quan trọng nhất á là mình phải có lòng tin. Tôi tin ông. Tôi tin ông xã tôi sẽ không bao giờ có thêm một bà nữa, mà chỉ cái kiểu qua đường thôi. Còn đối với vợ con thì rất là thương, không có cái chuyện mà bạo hành, đánh đập hay là chửi bới. Đó là điều khiến tôi gắn bó với ông ấy đến ngày hôm nay. Dạ thôi con mời chú về. Thật sự là khi con nghe cô tâm sự, con cảm thấy bị bức xúc. Bởi vì con đứng ở cái góc độ là người phụ nữ, cái sự chịu đựng của cô nó kinh khủng lắm. Tại hồi xưa là cái dâu về là phải làm vậy. Hồi nãy chú nói là không phải là gia đình của chú mà nhiều gia đình xung quanh thì cũng đúng, vậy luôn. Con, tại vì khi mà con ngồi cái chương trình Tình Trăm Năm này rồi, con thấy hầu như tất cả các bà ngồi ở đây, các bà, các cô ngồi ở đây là khi lấy chồng là cả một cái cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn. Lấy chồng xong là rất cô đơn, không có chồng ở cái bên cạnh. Đúng rồi, chồng một là đi chiến trường, dạ. Hai là đi làm ăn. Dạ, các ông chồng á, một cái suy nghĩ rất là đơn giản đó là tôi đi tôi quen mấy bà khác rồi, tôi đâu có ở với người ta đâu, tôi đâu có con với người ta đâu, tức là tôi chung thủy rồi. Tôi quen chơi cho đỡ buồn thôi mà. Nó là cái mà làm cho con hơi bị bức xúc cái chỗ đó. Sao bức xúc? Người ta quen chơi cho đỡ buồn. Lỡ ở nhà cô cũng quen chơi cho đỡ buồn rồi các ông các chú có chịu không? Sao chịu? Đó. Nhiều khi không biết luôn. Nhiều khi không biết luôn đúng không? Ừ. Phụ nữ Việt Nam là chung thủy nhất thế giới. Đúng rồi. Nhiều khi phụ nữ cũng nói đàn ông mấy ông á buồn, mấy ông đi nhậu nhẹt, đi uống bia ôm.
Còn phụ nữ chúng tôi không lẽ đi buồn đi nhậu đúng đi ôm. Vậy thì chúng tôi rất là thiệt thòi. Chú biết sao mà con khẳng định được vậy không? Là tại vì cô ở nhà còn phải nuôi con nữa, phải giữ con kè kè cái bên rồi sao mà đi nắm tay người khác được. Mấy ông ví dụ như không quen được cô này, quen qua đường chơi với cô này cô kia thì đi uống bia ôm cho đỡ buồn trong lúc vắng nhà, vắng vợ, vắng con, đúng không chú? Bia ôm năm bảy mấy đâu có, từ 95 trở lên. Rồi chú rành vậy đó hả? Rành luôn. Tại đi hoài hả chú? À, nãy giờ thì thật ra nói chuyện với chú cũng rất là thật tình. Đúng. Chú còn... nhìn nhận ra tất cả mọi việc, nhưng có cái là khi tuổi trẻ mà đôi khi cũng có chút này chút kia, đa số người đàn ông đều có lỗi với vợ cả. Mời cô chú coi những cái hình ảnh của các con. Con chào ba, con chào mẹ. Con cũng xin gửi đến ba mẹ những cái lời, những cái tình cảm chân thành nhất của con dành cho ba mẹ. Trong nhà thì có ba chị em, nhưng mà chỉ có con là đi làm xa. Chị và em ở gần với ba mẹ thì đó luôn là một cái niềm an tâm cho con khi mà con không thể ở bên cạnh ba mẹ. Hồi trước thì ở chung thực sự là bị mẹ la hay là ba la gì đó thì con cũng rất là giận. Nhưng mà sau này khi mà con đã đi học xa, đi làm thì con mới thấy là những cái giá trị khi mà mình ở gia đình, mình được ăn cơm chung, mình được chia sẻ rất là nhiều thứ, nó giống như chỉ đến một lần trong đời. Con nhớ một cái câu mà ba từng nói là con học được gì cứ học, ba sẽ đi làm để mà lo cho con học hết. Thời của ba mẹ không được học nhiều, và ba mẹ thấy được là khi mình không đi học thì mình sẽ rất là thiệt thòi. Còn về mẹ thì thật sự mẹ rất là thương con cái. Tuy nhiên mẹ lại hay có những cái lời nói làm cho con cái buồn không vui. Thậm chí con là con ruột, nhưng mà đôi khi con cũng có những cái bất đồng với mẹ. Nhưng mà con hiểu được là ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, và ba mẹ dành cái thời gian cho nhau nhiều hơn. Bởi vì con biết là ba mẹ rất là thương nhau. Có đôi khi là mẹ mua cái áo đầm hay là mua một bộ đồ mới, mẹ cũng không dám mua nữa. Nhưng mà mẹ lại đôi khi lại sẵn sàng chi ra một cái số tiền rất là lớn để mà giúp đỡ cho con cái mua nhà hay là làm những cái việc mà con cái mà cần. Trước nay con là một người độc lập, và khi con ra quyết định thì gia đình mình luôn ủng hộ. Dù là cái quyết định đó của con nó như thế nào, đó là điều mà con cảm thấy con rất là hạnh phúc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều đã sinh ra con và cho con được ăn học tới nơi tới chốn, cũng như là chị em con đều đã có những công việc ổn định. Sách cuốc của con thì đều là do ba mua cả. Còn mẹ là cái người bên cạnh luôn luôn ủng hộ con. Con cũng gửi lời xin lỗi đến ba và mẹ về những gì con đã làm ba mẹ phải lo lắng trong thời gian qua. Bản thân con trước nay thì luôn làm những cái điều mà con đã có một cái sự cân nhắc rất là kỹ, và ba mẹ luôn an tâm về điều đó. Ba mẹ hãy tin là con của ba mẹ sẽ luôn luôn là một người tốt. Ba hãy giữ gìn sức khỏe, ba mẹ có cái thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Con có thể sai với cả thế giới, nhưng mà con sẽ luôn đúng trong mắt của ba mẹ. Gia đình hạnh phúc rồi. Cô cảm động quá ha. Bây giờ thì coi như là không còn gì để buồn hết, nhưng mà vui thì cũng chảy nước mắt. Hồi xưa lúc chú mới lấy cô là lúc đó còn trẻ quá, chắc cũng đâu dám tỏ tình, đâu có dám nói những lời yêu thương ngọt ngào gì. Không có nói gì hết á. Rồi đến khi mà dám nói thì lại nói với người khác không à. Không có nói với cô, tới giờ vẫn chưa nói luôn đúng không? Đâu cũng có nói chứ. Nói anh thương em nhiều lắm. Có yêu không? Không, không chưa, không nói yêu. Chưa nói nó. Không có nói được. Thương là mình nói thương con cháu, phải nói yêu. Đó, đời vậy đâu thử. Mình nói thử coi. Thì nói giờ anh rất thương em. Đó, cho em khỏi lo ha. Dạ. Bây giờ chú nói cái điều gì đó với cô đi. Thì nắm tay cô. Chú nói cái gì với cô để cho cô cảm thấy cô được bù đắp chứ con thương lắm luôn. Thằng Diệp đây, anh rất yêu em. Đó. Và em lo chuyện gia đình rất tốt đẹp. Bắt cỡ tới hết răng rồi, giờ hết răng rồi mới nói cái tiếng.